Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Spider-Man. Hôm nay Spider-Man sẽ đi đua xe nha anh em. Thì mình cũng có dẫn theo một số các đệ tử, gọi là đám đệ tử đấy anh em. Đi theo cho nó vui nha anh em. Ok, trước tiên là thử chiếc xe này nhá. Ấy, uầy. Bé bên ngầu vậy. À thằng bé bé nó không biết bay anh em ạ, nên nó phải đi nhờ xe. Còn đám kia nó biết bay nên là khỏi nha. Ok, đường đua ngay trước mặt. Wow. Ai view. Đây là mấy thằng đệ tử bay theo anh em. Wow. Wow. Không sao anh em, hạ cái này đoạn. Bẹp. Rồi. Úi rồi, có vẻ không an toàn lắm anh em ạ. Có vẻ pha hạ cánh vừa rồi không an toàn lắm. Ôi nhìn chiếc xe này ngầu đấy anh em ạ. Thử chiếc này nha. Cái bè lại đây em. Thôi thôi, mày cứ lên xe bình thường tôi xem nào. Không phải ngầu ngầu vậy nữa. Ui, con xe này ngầu thế nha. Rồi, đi nha. Khởi đầu có vẻ không tốt đẹp lắm nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Khởi đầu vạn sự khởi đầu nan, mình gọi là gian nan bắt đầu nản anh em ạ. Cho tao hạ cánh xuống đường thế nào. À, đâu, đâu. Ôi. Vẫn là tiếp đất anh em ạ. À, ý, Superman, có thằng nữa đâu. Có thằng Thor đâu. Thor bay chậm vậy. Không phải hai chúng mày thế à. Thế được rồi. Coi như là pha này hạ cánh tốt đẹp anh em. À kìa, Thor đến rồi. Úi giời ơi. Còn lại mẹ. Ok, vừa rồi là thử hai chiếc ô tô anh em. Thôi thử giờ thử đến xe máy đi. Nên là Batman. Batman đâu rồi? Đúng rồi. Thôi mày mày cứ lên xe bình thường tôi xem nào. Mày còn phải ngầu ngầu vậy nữa. Làm cái gì không biết. Đi em. Những cái vòng xanh xanh lá cây này, những cái vòng tăng tốc đấy nha bạn. Đi vào là mình được tăng tốc rất là nhanh nha. Mong là xe máy sẽ có một pha biểu diễn thật là ngầu. Ngầu rồi, pha này ngầu rồi. Batman ơi, mày ngồi sau nặng đít quá Batman ơi. Nha mày. Thử con xe công đông này nha anh em. Không biết con xe công đông có làm nên trò trống gì không. Ấy. Rồi xong. Thử lại con xe công đông này tí nha anh em. Ủa cái gì đấy kia. Shit. What the hell, chuyện quái gì đang xảy ra đây vậy. Thôi đi nhanh anh em mày, té nhanh, té nhanh, té nhanh. Nguy hiểm quá. Superman té em. Anh thử con công nông này xem nào. Ui giời ơi. À được, 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 được. Hay. Hay lắm công nông. Tăng tốc. 3 4 5 6 7 8 ở cuối con nông cũ mình 9
Lên nào. No. Cố lên. Ai. Đáp cánh an toàn nha. À, Batman của mình ạ. Batman. Úi giời ơi, em ơi. Từ từ thôi. Lên em, lên xe. Ok, đi đâu đây, lên xe em. Ờ, xe này xe một chỗ anh em ạ. Batman nó đến nhưng mà nó không lên được. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nếu anh em thấy thích video, anh em mình ấn giúp mình nút like, nút share và nút đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.